Bây giờ đã là 8 giờ 34 phút, nhưng mà có thể nhận thấy là lượng sương mù vẫn bao phủ dày đặc khắp thành phố. Và chỉ từ tôi đến cách xa khoảng 50 mét thôi là khó có thể nhận thấy một bất kể một vật gì. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình giao thông cũng như là khó khăn đi lại cho người dân. Tại các tuyến đường giao thông ở thủ đô, các phương tiện phải di chuyển chậm do sương mù làm hạn chế tầm nhìn. Nhiều xe vẫn phải sử dụng đèn chiếu sáng. Mưa bụi xuất hiện kết hợp với sương mù khiến mặt đường trơn trượt, dễ xảy ra va chạm giao thông. Nhưng mà tôi thấy hôm nay là nó nhiều hơn hôm nhiều mà nói chung là về giao thông thì nó khó khăn mình tí, thì mưa gió trơn nghĩa là đi lại nó khó. Tại một số khu vực như Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, các công viên, lượng người đi tập thể dục buổi sáng giảm đáng kể. Nhất là ông bà già hôm nay chẳng có ai, mà hôm giờ này vẫn nhiều lắm. Chúng tôi đau đầu lắm. Ông ngong nhưng mà tôi cố ra tập cho đỡ đau. Vì thở cũng khó chịu, thở cảm thấy nặng hơn vì độ ẩm của nó cao. Các chung cư cao tầng ở Hà Nội bị sương mù giăng kín, nhiều tòa nhà gần như không nhìn thấy đỉnh. Hiện tượng này kéo dài cho đến tận 11-12 giờ trưa. Tại các tỉnh miền núi, nhất là vùng thung lũng không có gió, sương mù dày đặc và duy trì cả ngày lẫn đêm. Sương mù tràn vào nhà dân gây khó khăn cho sinh hoạt, quần áo không khô, lúa ngô bị ẩm mốc. Những gì diễn ra ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong sáng nay và những ngày qua được cho là có nhiều điểm bất thường. Rất là hiếm gặp vào cái thời kỳ này. Cái tình trạng này thường là hay gặp vào tháng 2 và tháng 3, tức là vào dịp Tết âm lịch thì vẫn hay gặp, nhưng mà năm nay nó có những cái khác biệt, tức là giữa các cái đợt không khí lạnh thì nó có một cái tình hình thái là không khí lạnh nó biến tính và mang lại một cái hơi ẩm rất lớn ở ngoài biển đưa vào, gặp cái mặt đất lạnh và ngưng kết, tạo ra một cái sương mù bình lưu rất là lớn. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho biết sương mù chỉ tồn tại nốt ngày hôm nay. Từ chiều tối nay, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh có cường độ rất mạnh, khiến trời mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3 đến 5 độ so với ngày hôm nay, trời rét về đêm và sáng.